Rồi tất cả xin đồng ý rồi đó. Cho con hỏi bông chuối là của nhà mình đúng không ạ? Dạ, bây giờ bọn con muốn mua chuối có được không ạ? Dạ. Thôi mẹ. Ta hỏi mẹ. 15.000 ký. Mà cái bùn đó bao nhiêu? Tầm bao nhiêu ký? Phải cân chứ. Mọi người đoán xem. 10 ký hả? 10 ký là 100.000. Ủa không, 150. Nếu chặt xuống mà kiểu không đủ tiền rồi sao mà rồi sao mà mua? Đây để em. Đây. Đây để em. Em đặt cái này đi. Wow! Gãy chuối! Ồ, Yasuo là... Gãy chuối! Rồi, anh rồi. Chưa, phải mua cái này đó. Sao mọi người... Ông đó! Ông đó! Đau kiếm... Yasuo à? Đau kiếm vô tình. Sao game yêu chân chị? Ờ, à, sao? Đây rồi. Tiệm dán vào cho. Thì ốc đâu rồi? Thì ốc đứng làm cái gì? Đây đây. Thì ốc cũng không dám vô. Bên đây bông hư hết rồi anh ơi. Trời. Em xin lỗi, em không biết. Chỉ vì vốn kiến thức hạn hẹp. Vậy chúng ta có bán được không? Ý là nó hiện giờ thì nó rất đẹp, nhưng mà không biết lúc bán thì sẽ như thế nào. Chúng mình đẹp mà. Có thể không sao, mình đẹp mà mình có thể dùng bán sắc đẹp. Mình có thể dùng sắc đẹp mình dùng. Mina bán sắc đẹp hết. Trời, hồi hộp á. Đây là giây phút quyết định. Trời ơi! 22 ký. Bọn em rất xin lỗi. À, hai trái. Cứ lâm vậy, tập cho ban một trái thôi. Một trái là bao nhiêu ạ? Trời ơi, mừng quá. Em cảm ơn anh nhớ, anh là vị cứu tinh của tụi em rồi. Là sao, em không hiểu chuyện gì. Này, quyết toán đi bạn ơi. Chuyển đưa thôi mà. Chuyển đưa lấy 52 thôi. Ô. Có bí kìa mọi người. Mình lấy đồ. Mình vừa mà ăn đâu kia được chưa? Mình làm chi thức khuyến mãi á. Ví dụ tặng cái đặc bông này. Không, em rồi. Cô ơi, chứ không hỏi bí bao nhiêu ạ? Cô.
Bí bán như thế nào ạ? 6 ngàn một ký ạ? 6 ngàn 1 ký mới được 80 ngàn. 1 ký là được. Có thể nào cho tụi con một cái giá sỉ được không ạ? Đi nhập thì đó. Là 6 ngàn. Là 6 ngàn. 6 ngàn. 6 ngàn ạ? 1 ngàn. Hôm nay 9 ngàn mình lấy hai giá. À hôm nay hạ giá rồi. Em thấy 6 ngàn ký cũng ổn á. Tại mình còn 80 lần. Thì 6 ngàn mua được hơn 10 ký. Mua được bao nhiêu? Thôi 10 ký sao bưng nổi. 2 ký đi. Cho chị em chị. Dạ. Thế thì đàn bà thương lượng. Chúng ta chỉ việc đê thôi. Đúng rồi, làm việc khung vác đi. Kinh nghiệm.